Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi bạn nhìn thấy thiên thần số 17, đó là một điểm tốt. Đó là một cách của vũ trụ để cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng trong cuộc sống của mình. Nếu bạn tiếp tục đi theo cách bạn đã làm, bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình. Điều đó cũng có nghĩa là đó là một sự khích lệ. Không phải là lúc để từ bỏ ngay bây giờ. Bạn gần như đang ở nơi bạn muốn đến. Vì vậy, hãy tiếp tục thúc đẩy, tiến lên phía trước. Thiên thần của bạn đang ủng hộ và khuyến khích bạn. Sau đây là những lý do rõ ràng khiến bạn nhìn thấy thiên thần số 17. Điều thứ nhất, bạn nên lạc quan và tự tin hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất, Thiên thần số 17 về cơ bản là cho bạn biết rằng bạn có thể thoải mái hơn một chút. Bạn cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại như thế nào? Bạn có hạnh phúc hay không? Bạn có đi theo con đường mang lại cho bạn niềm vui hay không? Các thiên thần của bạn đang cố gắng cho bạn biết rằng bạn có thể lạc quan và tự tin hơn về cuộc sống của mình. Để có được vị trí như ngày hôm nay, có lẽ bạn đã phải trải qua rất nhiều điều và điều đó thật đáng ngưỡng mộ các thiên thần của bạn đang công nhận sự chăm chỉ của bạn và muốn bạn biết rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc vũ trụ đang cho bạn biết rằng bạn nhất định có thể làm được những điều tuyệt vời vì vậy bạn có thể tự tin về kỹ năng của mình sự hướng dẫn của các thiên thần đã không làm bạn thất vọng trong quá khứ và trong tương lai cũng vậy hãy biết ơn những cơ hội bạn đã có trong quá khứ để thu hút nhiều hơn nữa trong tương lai. Một cách tuyệt vời để làm điều này là viết nhật ký về lòng biết ơn. Bạn có thể lấy một cuốn sổ hoặc đơn giản là mở một ghi chú mới trên điện thoại của bạn và viết ra ba điều bạn biết ơn vào mỗi buổi sáng. Điều này sẽ nâng cao sự rung động của bạn hơn nữa và giúp các thiên thần của bạn dễ dàng mang những điều tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Điều thứ hai, bạn đang làm theo mục đích của mình. Thiên thần số 17 có thể là phần thưởng cho việc bạn làm những gì bạn yêu thích và làm theo mục đích của bạn. Nó có thể là dấu hiệu cho thấy lý do khiến bạn tràn đầy đam mê và vui vẻ là bạn đang thực sự làm những gì bạn đến trái đất này để làm. Tìm ra mục đích của bạn không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng và các thiên thần của bạn tự hào về bạn. Vì bạn đã vượt qua những giai đoạn khó khăn để bước ra phía bên kia một cách mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Bạn biết bạn đang làm những gì, bạn phải làm. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức. Nếu bạn cảm thấy như mình vẫn chưa tìm thấy mục đích của mình, thiên thần số 17 có thể là chỉ báo cho bạn biết rằng bạn đang tiến rất gần đến việc đó. Để tìm ra mục đích của bạn có một số điều bạn cần xem xét bạn thích làm gì điều gì khiến bạn cảm thấy thời gian như ngừng trôi xung quanh mình khi bạn đắm mình trong đó sau đây là một số gợi ý tốt để làm theo ngoài ra hãy xem xét điều này lắng nghe phản hồi đôi khi người khác nhìn thấy tài năng của chúng ta dễ dàng hơn chính chúng ta hãy lắng nghe những gì người khác nói với bạn rằng bạn làm rất tốt bạn cũng có thể liên hệ và hỏi mọi người để biết thêm thông tin chi tiết hỏi họ điều gì động lại trong tâm trí họ khi họ nghĩ về bạn nói chuyện với những người mới những người mới cho chúng ta những hiểu biết quan điểm và ý tưởng mới hãy khám phá sở thích của bạn làm những điều bạn yêu thích và khám phá bất cứ thứ gì và mọi thứ bạn quan tâm đấm mình với sự tích cực những người tích cực sẽ khuyến khích bạn theo đuổi những ước mơ ngông cuồng nhất của mình. Điều thứ ba, thành công đang đến với bạn. Bạn có cảm thấy vài ngày, vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng khó khăn hơn bạn nghĩ hay không? Công việc của bạn dường như không đơm hoa kết trái. Bạn cảm thấy tuyệt vọng và không chắc mình có đang đi đúng hướng nữa hay không. Vậy thì hãy vui lên. Rất có thể bạn sẽ nhìn thấy thiên thần số 17 vì mọi thứ sắp có một bước ngoặt lớn trở nên tốt đẹp hơn. Thành công đang đến gần và mọi thứ bạn đã làm việc chăm chỉ sẽ sớm đến với bạn. Sự kết hợp của số 1 và số 7 cho thấy tiềm năng rất lớn. Bạn đã nỗ lực rất nhiều vào công việc của mình và bạn sẽ sớm gặt hái được phần thưởng cho tất cả. Điều thứ tư, đừng từ bỏ những gì bạn yêu thích, không quan trọng bạn đang làm gì. Cho dù đó là việc gì đó liên quan đến nghề nghiệp, mục tiêu cá nhân, mối quan hệ, vũ trụ cho thấy rằng không phải là lúc để từ bỏ ngay bây giờ. Mọi vấn đề trên con đường của bạn sẽ sớm tan biến và thiên thần số 17 có nghĩa là để phục vụ bạn như một nguồn động viên. Các thiên thần của bạn đang cổ vũ cho bạn và họ rất tự hào về việc bạn đã đi được bao xa. Điều thứ năm nuôi dưỡng sự bình yên bên trong của bạn. Thiên thần số 17 có thể là một dấu hiệu để bạn tập trung vào bản thân trong một thời gian và nuôi dưỡng sự bình yên trong nội tâm của bạn. Cái thiên thần của bạn muốn bạn hạnh phúc và vì vậy họ đang gửi cho bạn một thông điệp để nuôi dưỡng sự bình yên trong nội tâm của bạn nhiều hơn. Để làm được điều này, bạn cần tiếp xúc với tâm hồn, trí óc và nội tâm của mình nhiều hơn cách để làm điều này có thể là cầu nguyện hoặc thiền định hoặc là viết nhật ký về lòng biết ơn là một cách tuyệt vời khác để thực hiện nó kết hợp những thực hành này vào thói quen hàng ngày của bạn và xem bản thân bạn phát triển hạnh phúc hơn và bình yên hơn mỗi ngày điều này không chỉ mở ra sự trân trọng đối với cuộc sống mà bạn có thể thu hút những người cùng chí hướng vào cuộc sống của bạn những người sẽ bổ sung giá trị to lớn cho cuộc sống của bạn. Khi nói đến tình yêu, thiên thần số 17 mang đến tin vui. Bạn có đang đối mặt với những thách thức trong mối quan hệ của mình hay không? Nếu bạn hiện đang ở trong một mối quan hệ và đang vật lộn với những thử thách, thiên thần số 17 tượng trưng cho thành công sắp đến với bạn. Đừng từ bỏ người ấy của bạn vào lúc này đi theo con đường dễ dàng sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của bạn và sẽ chỉ gây ra sự hối tiếc hơn nữa vấn đề của bạn có thể được khắc phục bằng chân thành vào tình yêu của bạn các thiên thần của bạn đang cổ vũ cho bạn hai bạn có thể đối mặt với bất cứ điều gì cuối cùng tất cả những trở ngại này sẽ chỉ khiến hai bạn trở nên mạnh mẽ hơn trước chiến đấu cho những gì bạn muốn và bạn sẽ đạt được nó. Trong mối quan hệ của bạn, thiên thần số 17 cũng có thể là dấu hiệu bạn đang chờ đợi để cuối cùng chuyển mọi thứ sang một cấp độ tiếp theo. Nói về bước tiếp theo với người ấy của bạn, có thể đó là chuyển đến sống cùng nhau, kết hôn, hoặc thậm chí có con. Vũ trụ hoàn toàn ủng hộ việc bạn cam kết với nhau lên một tầm cao mới. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để nghĩ về những điều này nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ. Thiên thần số 17 có thể là dấu hiệu cho thấy tình yêu của đời bạn đang đến với bạn. Bạn sẽ sớm yêu và mối quan hệ sắp tới sẽ tốt đẹp. Bạn có thể sử dụng thời gian này ngay bây giờ để làm việc cho bản thân, nuôi dưỡng sự bình yên trong nội tâm của bạn để khi người yêu tương lai của bạn đến, bạn đã sẵn sàng. Chăm sóc bản thân về thể chất tinh thần và tâm hồn. Các thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng bạn không cần một người yêu để cảm thấy toàn diện ngược lại. Một mối quan hệ thực sự lành mạnh và hạnh phúc sẽ có kết quả khi hai cá thể hoàn chỉnh đến với nhau và bổ sung cho nhau. Càng hiểu rõ về bản thân, bạn càng dễ dàng nhận ra đâu là người phù hợp với mình. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi quan trọng này. Điều quan trọng là ít nhất Hầu hết các câu trả lời này phù hợp với người bạn đời tương lai của bạn. Để cả đời hạnh phúc bên nhau. Giá trị cốt lõi của bạn là gì? Một cuộc sống thành công trông như thế nào đối với bạn? Bạn đang tìm kiếm một người yêu như thế nào? Và thiên thần số 17 Đó chính là một dấu hiệu tâm linh về linh hồn song sinh của bạn. Con số 1 chỉ ra rằng tất cả các mục tiêu và nguyện vọng của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Số 7 là một dấu hiệu cho linh hồn song sinh, những điều rất tốt lành sắp xảy ra. Nếu bạn hiện đang ở trong tình trạng chia cắt linh hồn song sinh của mình, thiên thần số 17 là dấu hiệu cho bạn biết rằng bạn đang bước đến giai đoạn chữa lành. Đây là thời gian để bạn tập trung vào bản thân, chăm sóc bản thân và tìm hiểu về con người của bạn. Thiên thần số 17 cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn sắp bước vào một cuộc đoàn tụ với linh hồn song sinh của mình. Gần đây, bạn có làm nhiều việc cho bản thân mình hay không? Thiên thần của bạn có thể đồng ý rằng bạn đã sẵn sàng để đoàn tụ với linh hồn song sinh của bạn ngay bây giờ. Hãy vui mừng, một giai đoạn tuyệt đẹp của cuộc hành trình của bạn sắp bắt đầu. Tiếp tục tập trung vào bản thân, đồng thời mang theo năng lượng cao. Linh hồn song sinh của bạn và bạn sẽ sớm vượt qua con đường và đến với nhau. Ở cấp độ tâm linh, thiên thần số 17 là biểu hiện của các thuộc tính của số 1 và số 7. Số 1 là một con số rất tích cực. Nó chỉ ra sự độc lập, lạc quan, tự tin, động lực, tiến bộ, cá nhân. Số 7 mang tính chất tâm linh hơn. Nó được kết nối với trí tuệ nội tâm, chủ nghĩa thần bí và trực giác nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự thức tỉnh tâm linh và giác ngộ cũng như thể hiện mong muốn của bạn khi nó đi đôi cùng với nhau chúng đại diện cho khả năng khởi đầu mới và một tương lai hạnh phúc đó là một dấu hiệu để tiếp tục đi theo con đường bạn đang đi cuối cùng nó sẽ dẫn bạn đến mục tiêu của mình và bạn sẽ tìm thấy vô số cơ hội thú vị trên đường đi các thiên thần muốn bạn biết rằng Họ luôn ủng hộ mục đích sống thiêng liêng và sứ mệnh linh hồn của bạn. Hãy lắng nghe trực giác của bạn và bản ngã cao hơn của bạn. Hãy duy trì một thái độ tích cực trong suốt thời gian này và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Sự trưởng thành và giác ngộ đang đến với bạn và đã đến lúc bạn phải mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình. Bạn đang đi đúng hướng và những thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn biết điều đó. Nếu bạn đã biết sứ mệnh linh hồn của mình, đây là lời nhắc nhở bạn tiếp tục bạn đang làm một công việc tuyệt vời nếu bạn không chắc chắn về mục đích thiêng liêng của mình trong cuộc sống không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để ra ngoài và tìm kiếm nó bạn có thể đang phải đối mặt với những trở ngại và thách thức nhưng hãy tin rằng mọi thứ đều có mục đích cao hơn và cuối cùng sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình cuối cùng các thiên thần đang hỗ trợ và động viên nhưng số phận của bạn nằm trong tay bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ với mục tiêu và ước mơ của bạn. Bạn sẽ sớm thấy rằng tất cả những công việc khó khăn đều được đền đáp. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.